Đồ Cô Đức Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là buổi sáng ngày 30 tháng 9 năm 2020. Tôi kiểm tra 30 hay là mùng 1 tháng 10 rồi không biết. Đấy, như mùng 1. À xin lỗi, hôm nay là mùng 1 tháng 10 năm 2020, ngày đầu tháng. Thì hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu cặp bàn thờ bằng gỗ gụ mẫu Như Ý và hàng được làm rất là dày dặn và tinh xảo. Các cái vai nó gù ra như thế này. Thưa quý vị, đây là cặp bàn thờ mẫu Như Ý và kích thước bàn lớn là ngang 1m75, sâu 87 và cao là 1m27, chân là vuông 10. Đấy, ở trên và có một cái bàn nhỏ ở bên dưới. Thế bàn trên, từ trên dưới là đây là các cái triện chữ vạn này. Ở cái cổ nó tượng trưng cho vạn sự Như Ý. Ở dưới cái phần ô giữa là hoa sen, bên cạnh là mai cài thọ, là mấy cái ô trang trí rất là đẹp, có cái hàng triện nhỏ chạy diễu từ trên xuống dưới đây, và ở dưới cái dạ nó là dạ ngũ phúc năm con rơi, tức là phú quý thọ khang ninh, cho nên cái ý nghĩa của chiếc bàn thờ này rất là hay. Và cái bàn nhỏ ở dưới thì nó cũng đồng dạng như vậy, hàng cũng rất là dày dặn, kích thước là 81, sâu 61 và cao 61, bàn để cỗ rất tuyệt vời. Thì cái bàn ở trên là kích thước là giá là 24 triệu và bàn bên dưới là giá 7 triệu giá tại cửa hàng. Chúng tôi là nhận chuyển đi toàn quốc, tất nhiên là tùy từng nơi chúng tôi sẽ báo giá riêng. Nhưng mà giá cũng hợp lý thôi, bây giờ các cái dịch vụ vận chuyển nó rất là tiện lợi. Và đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu B của Đồ Gỗ Đức Hiền với số điện thoại trên màn hình đây 0984666999. Cặp bàn này chúng tôi đang soạn ra phía trước cửa thì vì đang có khách hàng là sắp lấy, cho nên là soạn đây, và sau khi cái cặp bàn này đi rồi thì ở trong xưởng vẫn đang còn nhiều cặp tương tự và với các cái kích thước khác nữa, ví dụ